tội vi phạm của dị quấn y nội để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của dị quấn y nội để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của dị trùm y dai trái để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị trùm y dai trái để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà Do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Tội vi phạm của vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng, trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự dán y lên Do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự dán y lên do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự dán y lên do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự dán y lên do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười gian do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười gian do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười gian do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười gian do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của dị gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của dị gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng, trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn trọng, tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn trọng, tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu Do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng, trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà dưới đầu trùm lại do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị ngồi ở nơi xóm nhà dưới đầu trùm lại do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ lãnh quá nhiều xúc do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Tội vi phạm của vị thọ lãnh quá nhiều xúc do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng, trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị thọ lãnh đồ khất thực được làm dung đầy lên do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị lựa chọn món này món nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị lựa chọn món này món nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thọ dụng quá nhiều xúc do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thọ dụng quá nhiều xúc do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của dị dung lên thành đống, rồi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của dị dung lên thành đống, rồi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị dùng cơm che lấp xúc và thức ăn do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị dùng cơm che lấp xúc và thức ăn do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị không bị bệnh yêu cầu xúc và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thỏa thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị không bị bệnh yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thỏa thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị làm giắc cơm lớn do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị làm dắt cơm lớn do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị làm dắt cơm dài do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng Tội vi phạm của vị làm giác cơm dài do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị há miệng ra khi giác cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị há miệng ra khi giác cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị nói khi miệng có giác cơm do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị nói khi miệng có giác cơm do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng, trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị thọ thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thọ thực theo lối cắn dắt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị thọ thực theo lối cắn dắt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ thực theo lối làm phòng má do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thọ thực theo lối làm phòng má do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thọ thực có sự dung rẫy bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thọ thực có sự dung rẫy bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm Tội vi phạm của vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng Tội vi phạm của vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng, là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn trọng, được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn trọng, được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Tội vi phạm của vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Tội vi phạm của vị thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có mang giày do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có mang giày do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của dị thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của dị thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của dị thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có đầu được trùm lại do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người có đầu được trùm lại do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị ngồi ở nền đất rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị ngồi ở nền đất rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị đứng thuyết pháp đến người đang ngồi do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị đứng thuyết pháp đến người đang ngồi do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị đang đi phía sau thuyết pháp đến người đang đi ở phía trước do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị đang đi phía sau thuyết pháp đến người đang đi ở phía trước do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị đang đi bên đường thuyết pháp đến người đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị đang đi bên đường thuyết pháp đến người đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm tội vi phạm của vị đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng, trong bốn sự hư hỏng. Tội vi phạm của vị đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tội vi phạm của vị đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng tội vi phạm của vị đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm dứt phần sự hư hỏng là phần thứ ba